Các anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để mình nhận được những thông tin mới nhất từ kênh này. Xin cảm ơn. Xin chào quý anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu những cái căn nhà giá rẻ cuối cùng. Những căn nhà này dân cư đã vào ở rồi các anh chị nha, chỉ còn những căn cuối cùng dành cho những anh chị may mắn nhất, giá đầy đủ chỉ là 370 triệu. Đây là cái giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Đó, các anh chị thấy dân cư đã dọn vô ở rất là nhiều rồi. Hiện tại thì bên em chỉ còn 4 căn luôn các chị nha. Một căn là hướng đông và một căn là hướng tây các anh chị. Các anh chị thích căn nào thì mình có thể chọn căn đó. Và hiện tại bên em có tới 28 căn nhưng mà đã bán hết rồi, chỉ còn 4 căn duy nhất thôi. Đây còn một căn cuối cùng này cho những anh chị nào sở hữu này. Căn cuối này thì chúng ta có chỗ để xe rất là tốt luôn. Đó, rất là riêng tư, mình có sẽ rào lại mình để xe ở ngoài cũng được. Và ở đây mỗi căn đều có đồng hồ điện nước riêng luôn các chị nha. Giá đầy đủ của căn nhà này là 370 triệu. Vị trí thì căn này nó gần khu công nghiệp Cầu Tràm, mình đi theo đường Đinh Đức Thiện. Từ chợ Bình Chánh vô căn nhà này khoảng 6 đến 7 cây các chị nha, và xe hơi đi tới ngõ của căn nhà này luôn. Căn nhà này, căn cuối này có rất là lợi thế là có nhiều cửa sổ và có một cái chỗ để xe đằng trước riêng luôn. Căn này thì giá hiện tại là 375 triệu các anh chị nha. Căn cuối này rất là lợi thế cho nên là giá sẽ cao hơn 5 triệu. Đó, đây là cái căn có diện tích là ngang 4,5 m, dài 5 m. Và có cửa sổ bên hông này và cửa sổ đằng trước luôn, một trệt một lửng. Về pháp lý thì căn này mình có sổ riêng từng căn các chị nha, các anh chị sẽ đứng tên trên sổ luôn. Và ở đây là sổ gốc luôn chứ không phải là sổ photo hay là mua bán vi bằng. Mỗi căn bên em sẽ ra cho các anh chị một sổ riêng. Đây các anh chị thấy là người ta đã dọn về ở rất là đông đúc rồi. Ở đây thì những trẻ em vui chơi rất là yên tĩnh cũng như là rất là an toàn, không có nhiều xe cộ đi lại. Và ở một cái nơi rất là gần gũi ấm cúng nha. Căn nhà này là căn trống thì giá đầy đủ của căn này là 375 triệu. Căn kế bên, lát nữa em quay cho các anh chị, là giá là 370 triệu. Và nếu mà các anh chị mua đầy đủ nội thất như căn mẫu của bên em thì là 400 triệu nha các anh chị, cộng thêm 30 triệu tiền nội thất. Nhà vệ sinh này thì to chà bá luôn các anh chị, một cái căn nhà nhỏ nhưng mà nhà vệ sinh rất là lớn. Mình có thể tắm giặt rất là thuận tiện, rất là thoải mái luôn. Trong nhà vệ sinh thì có đầy đủ bồn vệ sinh này, bồn rửa tay, gương, cũng có cái móc cho đồ khá là thuận tiện. Đó, cửa sổ rất là thoáng luôn các chị nha. Đây là khu vực phòng khách. Và các anh chị hãy đăng ký kênh, nếu anh chị nào chưa đăng ký kênh, mình hãy đăng ký kênh và để lại những cái lời bình luận cho em để em biết được là anh chị đang theo dõi kênh này các chị nha. Và đồng thời nếu các anh chị tốt bụng hãy chia sẻ cho những người khác, những người chỉ có rất ít tiền mình có thể sở hữu căn này. Và giá đầy đủ của căn này là 375 triệu. Căn kế bên sẽ là 370 triệu các anh chị nha. Giá thấp nhất ở đây là 370 triệu. Cầu thang này thì cũng có lát đá hoa cương luôn, rất là tuyệt vời. Ở trên này thì đây là một cái gác lửng, gác đúc luôn. Có cửa sổ bên hông, khá là yên tĩnh cũng như là khá là mát. Một cái căn nhà mà chúng ta có thể vừa có gió vừa có ánh nắng. Đây không cần bật điện cũng sáng rực luôn các anh chị. Căn đang quay là căn cuối và là một cái căn hướng đông các chị nha. Căn hướng đông đối diện là một cái căn hướng tây đã bán rồi. Đó, rất là sạch sẽ, rất là tuyệt vời cho những anh chị nào chỉ có giá khoảng 370 triệu. Và có những công ty người ta bán tới 460 triệu các chị nha. Thì các anh chị liên hệ trực tiếp với em bán giá đúng luôn là giá 370 triệu. Không có một cái nhà nào ở đây rẻ hơn căn này. Trên này thì cái gác lửng này khá là cao và không có đụng đầu chúng ta nha, cho nên là chúng ta cảm thấy rất là thoải mái. Có một anh chị thì người ta để tivi ở trên gác lửng luôn, thuận tiện là mình có một cái kê cái giường ở trên đó và mình có thể theo dõi tivi luôn. Cầu thang này bên em làm bằng sắt rất chắc chắn. Đây là căn kế bên là 370 triệu này các anh chị, có hai căn liền nhau này.
Nếu anh chị nào mà có anh chị em muốn ở thì mình có thể mua hai căn liền nhau luôn, D6 và D7, ngang là 4,5 m, dài 5 m các anh chị nha. Được kết cấu là một trệt một lửng, gồm có nhà vệ sinh bên dưới, phòng khách, bếp. Đó, đây là những căn nhà trống không có nội thất, giá đầy đủ là 370 triệu. Và nếu các anh chị thấy căn nào rẻ hơn thì hãy chia sẻ cho nhiều người biết, để người ta có thể mua sở hữu. Những người công nhân họ chỉ có giá khoảng tầm 300 mấy thì người ta có thể mua được căn này. Đối diện sẽ là một căn hướng Tây cái gì nha. Đây là căn mẫu này, đó có cửa sổ này cái gì. Và bên em sắp đặt nội thất cho các anh chị xem. Đây là một cái căn mình đã sắp xếp nội thất vô. Tivi, tivi này thì mình có thể để ở phòng khách, hoặc là chúng ta để ở trên gác, chúng ta có thể nằm giường mà mình xem nha. Đây là một cái bàn mình có thể ngồi tiếp khách cũng như là ngồi xem tivi cùng với gia đình. Đó. Mỗi căn thì bên em sẽ cho các anh chị một cái quạt sẵn luôn, quạt treo tường. Đó. Mỗi căn thì gồm một trệt một lửng nha. Và tủ bếp thì bên em sẽ trang bị cho các anh chị luôn nha. Còn những cái tủ này thì chúng ta là thuộc về phần nội thất 30 triệu. Cái gói nội thất 30 triệu. Đó, có kệ tivi này, có tivi, có bàn làm việc, có ghế luôn. Có tủ quần áo ở trên, ở dưới, tủ giày, giường, ra nè. Đó là những cái gói nội thất, có cả máy lạnh luôn các chị nhé, máy lạnh một ngựa. Căn nhà rất nhỏ nhỏ xinh xinh, giá chỉ 370 triệu là mình đã sở hữu vĩnh viễn luôn. Có sổ hồng riêng từng căn luôn các chị nha. Đây là cái khu vực bếp của mình, kế bên mình có thể để một cái máy giặt hoặc là mình để tủ lạnh đều được. Nhà của chúng ta thì có một cái nhà vệ sinh thuận tiện ha. Đó, các anh chị nào chưa đăng ký hãy đăng ký kênh giúp em nha, để ủng hộ kênh này. Thì mình bán đúng giá, báo đúng giá, không có ảo luôn. Một số kênh thì người ta nói giá có vài chục triệu thôi, vài chục triệu thì các anh chị không thể xây được một căn nhà như vậy. Đây, giá đầy đủ của chúng ta là 370 triệu các chị nha. Thấy nhà vệ sinh nha, chúng ta được lát gạch chống trơn trượt. Có chỗ để mình treo đồ, lót gạch từ dưới lên trên, có lavabo rửa tay luôn. Một cái căn nhà nhỏ, giá rất hợp lý. Và giá này sau này sẽ không có một cái giá nào rẻ hơn cái căn này các anh chị. Các anh chị hãy nhanh chóng để mình sở hữu ngay. Và nếu mình đi thuê trọ thì mỗi tháng chúng ta cũng thuê khoảng điện nước thì cũng khoảng 2 triệu một căn rồi. Một năm chúng ta có mất 60 triệu ha. Thì chúng ta nhân lên, chúng ta ở khoảng 5 năm là 300 triệu rồi. 300 triệu thì các anh chị có thể sở hữu căn nhà này rồi. 5 năm đi ở nhà trọ thì chúng ta hãy mua ngay căn này, để không cần phải trả tiền nhà trọ nữa, chúng ta có thể sở hữu ngay. Và sở hữu lâu dài, vĩnh viễn luôn. Vĩnh viễn, chúng ta không phải đi thuê nhà nữa. Đây là cái giường bên em sắp xếp này, kế bên có một cái kệ để chúng ta để điện thoại hay là những cái để những cái đồ trang điểm trong cái tủ đó các anh chị nha. Và ở đây thì mình có cái rèm kéo qua kéo lại, khi kia đi ngủ thì chúng ta có thể kéo lại, rất là yên tĩnh. Đây chúng ta có cái tủ để đồ trang sức, đồ trang điểm, điện thoại. Có một bức tranh sơn dầu ở đây, tùy chúng ta, có ổ cắm luôn cho chúng ta sạc điện ha. Ở đây thì chúng ta có cái tủ quần áo nữa các chị, tủ làm bằng ván ép. Và cái tủ này nằm trong gói nội thất 30 triệu. Đó, nếu mà chúng ta mua căn nhà này đầy đủ nội thất như vậy sẽ là 400 triệu các chị nha. Và giá đầy đủ luôn, giá không có phải là 10% hay 50%. Ở đây là giá 100%. Các anh chị hãy nhớ đăng ký kênh nha và share giúp em cái kênh này cho nhiều người biết đến. Vì cái kênh này mình sẽ nói giá thật, giá đầy đủ luôn, chứ không có nói giá 50 hay là giá ảo để cho các anh chị đi xem rồi chúng ta không mua được ha. Đó, chúng ta có máy lạnh luôn nha. Giá đầy đủ có nội thất luôn là 400 triệu ha. Các anh chị không lấy nội thất thì chúng ta có giá là 370 triệu. Và sổ riêng từng căn. Đó, em đã kết thúc review những căn nhà cuối cùng. Các anh chị hãy nhanh chóng sở hữu nha. Đây là cái căn nhà rẻ nhất. Nếu ai tìm được căn nhà rẻ hơn em sẽ tặng 100 triệu luôn. Anh chị hãy đăng ký kênh và nhớ comment, hãy bình luận ở bên dưới giúp em. Và nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để mình nhận được những thông báo mới nhất anh chị nha.
Các anh chị hãy ủng hộ em. Xin chào và hẹn gặp lại.